Bây giờ là xong rồi nè mọi người, xem bà cụ 86 tuổi. Ô, quá đẹp luôn. Trời ơi, quá đã. Rồi. Bây giờ bà ngồi đây, bà ngồi thì kéo cái ghế này ra cho bà ngồi đây giúp em. Không không, đây đây, ghế này cho dễ. Trời ơi. Anh đứng xa xa ra coi bà đi rồi. Ôi trời, bà... 18 luôn. Bà đi nổi không? Đây bà đi. Đó. Đi đó. Trời ơi, quá đã. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, quá đã luôn. Rồi bà ngồi đây, ngồi đây. À, thì trước khi về nhà chồng thì bà có cảm giác như thế nào? Bà có lời nào muốn nhắn gửi tới quý vị khán giả không? Thì bây giờ tôi là coi như là đây là 86 tuổi lần đầu tiên tôi mặc áo cưới. Thì cái cảm giác của người, thì tôi sẽ hiểu được cái cảm giác của người con gái khi mặc áo cưới về nhà chồng. Vừa lo vừa sợ mà vừa vui vừa mừng. Vừa vui mừng là tại vì mình đã trọn vẹn được cái cuộc đời của mình. À, còn vừa lo vừa sợ là bên gia đình chồng, nào là mẹ chồng, nào là em chồng. À, chưa bao giờ thấy cô ảnh 30 năm mà chưa bao giờ thấy cô dâu như vậy. Anh thấy cô dâu lớn tuổi nhất ở tiệm anh là bao nhiêu? Cô dâu lớn tuổi nhất anh thì là 60 năm. Thế anh đoán bà cụ hôm nay là bao nhiêu? Cụ này chắc phải 80 mấy à. 86 tuổi. 86. Đó, quá tuyệt vời. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Trong suốt thời gian qua, anh em mình đã kết nối yêu thương cho rất là nhiều cặp, từ những thanh thiếu niên 18-20 tuổi cho đến những ông cụ, bà cụ 70-80. Và trong ngày hôm nay cũng một câu chuyện cũng hết sức đặc biệt, một bà cụ 86 tuổi lên nhờ chương trình kết nối yêu thương. Và hôm nay anh em mình cũng có duyên là bà cụ cũng đi thử áo cưới và chuẩn bị là tổ chức một cái gọi là một cái sự kiện cũng khá là trọng đại. Thì liệu ngày hôm nay thì bà cụ 86 tuổi này mặc áo cưới sẽ như thế nào và kết nối với ai, thì xin mời mọi người cùng đón xem cái tập hấp dẫn ngày hôm nay. Ôi, chào bà nhá. Bà vui không? Vui. Hôm nay đi mặc áo cưới vui ha. Rồi bà đi vô là đây là tiệm chụp hình áo cưới tại Biên Hòa Đồng Nai. Rồi nhờ chị bà đi vô là trang điểm ha. Rồi nhờ chị chủ dìu bà dùm em gái lên bậc thang không có vấp đó là. Đó. Tiệm áo cưới. Qua đã. Tiệm áo. Bỏ cây thôi bà ơi. Rồi. Đó, áo cưới quá trời luôn. Rồi. Bây giờ trước hết sẽ cho bà trang điểm. Rồi. Trang điểm hai thành cô dâu bà ha. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạo ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sáng hôm nay bà thấy vui chưa? Vui. Từ trước giờ bà mặc áo cưới lần nào chưa? Chưa. Chưa mặc áo cưới lần nào luôn? Chưa. Trời ơi. Trang điểm như gái 18 rồi. Năm nay bà chính xác là bao nhiêu tuổi rồi bà? 86. 86 tuổi ha. Ừ. Bà có hồi hộp không? Nên chống ngực nó đánh thôi chứ nó không có hồi hộp. Chống ngực nó đánh ầm ầm hả? À. Trời ơi. Cái đêm bà có mất ngủ không? Hôm nay bà hồi hộp không? Hồi hộp chứ, đêm hôm qua bà có ngủ được không? Không. Sao vậy? Lần đầu tiên là chị trang điểm cô dâu 86 tuổi hả? Đúng rồi đấy. Tiệm của mình mà cô dâu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi chị? Cô dâu lớn nhất, cô dâu trẻ hay cô dâu... Cô dâu lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi? Cô dâu lớn tuổi nhất thì chừng độ khoảng 60, ngoài 60. Ồ, có 60 luôn hả? Còn hôm nay bà cụ 86 tuổi là vượt kỷ lục của tiệm mình luôn rồi. Cụ 86 tuổi là vượt kỷ lục. Trời ơi. Vậy là khách hàng mà đặc biệt chắc cũng có lẽ là có nhiều ưu đãi ha. Sao bà? À. Hồi hộp không? Đã nói là trống ngực nó đánh thôi chứ không có hồi hộp. Rồi áo cưới quá trời đẹp ra. Đấy, đầm đó. Đó, tiệm này cũng rất là lớn. À, trang điểm rất đẹp. Áo cưới thanh lịch. Đó, áo cưới quá trời luôn. Chỗ này mà chỗ quan trọng rồi này. Ờ, bà đưa mỏ, bà đưa mỏ. Đưa mỏ bà. Đưa cái mỏ. À. Quá tuyệt. À. Đó. Chưa một lần hôm nay nữa, hôm nay vẫn còn trong trắng rồi này. Chị trang điểm cô dâu khéo ghê à. Mà bà có hỏi thật bà từ trước rồi bà nắm tay anh nào chưa? Ừ. Bà đã nắm tay thì có nắm tay nhiều. Hôn anh nào chưa? Chưa hôn. Vậy là cái đôi môi này vẫn còn nguyên zin nguyên kiện đây. Ừ. Trời ơi, quá đã. Thế liệu
Liệu về bà có gan không? Ngày này già lớn tuổi còn gan nữa không bà? Trời đất ơi, rảnh rỗi đâu gan. Con xem. Ôi, quá đẹp. Trời ơi, tôi nha. Rồi, quá đã luôn. Đó. Đẹp quá ha. Rồi, bây giờ chắc chị cho bà đi thử áo ha. Được rồi, trang điểm vậy là quá đẹp rồi đó. Rồi chắc đâu bây giờ thử váy cưới trước đi. Đúng ra là còn thiếu cặp lông mi. Cặp lông mi, đó. Còn cặp lông mi con gắn cho bà là bà sẽ chảy nước mắt. Con đắt cho bà sao đẹp lung linh luôn. À, bà này cũng chuyên nghiệp à, thiếu cặp lông mi gì. Rồi, quay qua đây. Bà mặc váy cưới trước đi ha. Dạ. Chắc cho bà mặc váy màu đi ha. Bà muốn chọn màu cưới nào? Màu hay là cho bà thích luôn. Cho bà tự chọn đi. Rồi, cái màu đỏ cho nó. Cho à, bà thích màu đỏ. Màu đỏ cho nó nổi đi. Bà quay qua đây bà. Đó, trời ơi, đẹp gái bà. Quá đẹp. Bà thích màu đỏ hả? Dạ. Đỏ cho nó đẹp bà ha, bà ha. Đó. Quay cưới đẹp á. Trời ơi, quá tuyệt luôn. Hai giây luôn. Quá ngon lành. Rồi. Đi vô trong bà thay luôn hay sao? Đây, bây giờ vô trong thì thay. Rồi, chắc mình tạm ngưng một tí ha. Để bà thay xong đi rồi anh em mình cập nhật. Bây giờ là xong rồi nè, mọi người xem bà cụ 86 tuổi. Ô, quá đẹp luôn. Trời ơi, quá đã. Rồi bây giờ bà ngồi đây, bà ngồi chị kéo cái ghế này ra cho bà ngồi đây giúp em. Không, đây đây, ghế này cho dễ. Trời ơi, anh đứng xa xa ra coi bà đi rồi. Bà tám luôn. Bà đi nổi không? Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi bà thấy sao bà? Bà thấy sao? Thấy sao? Thấy là coi như là thấy vui. Vui hả? Rồi ơi, thế thì nó thật sự là cái bộ váy này cũng rất là đẹp. Tại sao bà lại thích chọn màu đỏ? Tại vì màu đỏ là nó là cuộc đời của mình luôn luôn, bao giờ cái tương lai của mình nó cũng vẫn đỏ. Bao giờ nó cũng đỏ hồng ha. Rồi nãy giờ bà thử áo cưới rồi bà cảm giác làm sao? Cảm giác thấy nó vui. Vui. Nó nghe là coi như nó đã thỏa mãn được cái sự mong muốn của mình rồi. Vâng, là từ trước giờ mình chưa một lần nào lên xe hoa ha. Hôm nay mình được mà không? Không, nói chung là đẹp á. Quá đẹp. Đẹp á. Quá đã luôn. Đó, bộ váy rất là sạch sỡ. Đây, vui hiểm, vui hiểm. Trời ơi, chị này. Chú đáo quá. Trời ơi, quá tuyệt luôn. Quá đẹp. Rồi, quá đẹp. Rồi, quá đẹp luôn. Thế từ trước bà có khi nào bà nghĩ là trong đời mình sẽ một lần mặc áo cưới không? Không nghĩ thế. Rồi. Là tại vì cứ là coi như là tất cả mọi người mình đều từ chối hết thì làm sao mà có ai đi cưới mình. Rồi. Làm sao mà được mặc cái áo cưới. Bây giờ bà mà kết nối yêu thương thì bà không thích cái điều gì ở cái người chồng tương lai của mình? Nghĩa là nói chung là cái gì cũng vừa phải thôi, chứ không phải là cái gì mình không thích mà cái gì mình thích. Tại vì cái người đàn ông thì không thể nào nữa là coi như mình bắt buộc người ta, nghĩa là coi như theo trọn vẹn theo cái ý của mình. Dạ. Nếu mà người ta biết vừa phải là được rồi. Dạ. Bà ghét nhất cái điều gì người đàn ông? Ghét nhất là cái điều nói dối và không biết thương người. Không thích người chồng mình nói dối ha. Rồi. Dù cái chuyện đó nó có to tát đến cỡ nào mình cũng phải nói thật. Nó có xảy ra thế nào đi chăng nữa mình cũng phải nói thật. Dạ. Tại vì cái sự nói dối là cái sự nghĩa là dẫn con người ta đi đến cái chỗ nghĩa là đổ vỡ. Rồi. Thế thì theo bà thì bây giờ cái độ tuổi thì nó chênh lệch nhau, ví dụ như mà chồng hơn vợ hoặc vợ hơn chồng quá nhiều thì bà nghĩ nó có là cái vấn đề nó quan trọng không? Nếu mà người chồng mà hơn vợ đó thì cái chuyện đó nó quá tầm thường rồi. Nhưng mà người vợ hơn chồng á thì cái chuyện nó ít có trên xã hội mình. Có. Nhưng mà có là cái chỗ sao? Từ cái chỗ là người thanh niên thích, nghĩa là coi như là chỉ thương cái người đó bằng tiền. Cái thứ hai là cái bà đó thì lại coi như là quá, nghĩa là coi như là cái sự quá đớn của người phụ nữ. Thành ra từ cái chỗ hai chỗ đó, một bên kia thì lợi dụng và một bên này nghĩa là coi như là thỏa mãn. Chứ không còn không. Theo như bà nghĩ mà nếu mà một gia đình á, hạnh phúc thì người vợ người chồng phải như thế nào? Nghĩa là có thể chênh lệch nhau một vài tuổi thôi, chứ không thể nào mà chênh lệch nhau từ mười mấy 20 tuổi đổ lên. Dạ.
Mà theo bà mà lấy chồng về thì ai giữ tiền? Nghĩa là nói chung là không ai giữ tiền, nghĩa là hết tất cả, nghĩa là coi như là có cái quỹ, nghĩa là anh đi làm về anh bỏ tiền vô đó, tôi đi làm về tôi bỏ tiền vô đó. Nhưng trách nhiệm của người vợ là phải vén khéo trong gia đình. Nhưng mà bà thích ông chồng mình là tính cách như thế nào? Ăn nhậu thì được không? Phải biết ăn nhậu, không phải là ăn nhậu như cái kiểu mà nó bê tha. Dạ. Tại vì nghĩa là khi mà người đàn ông mà đi ra ngoài xã hội mà không ăn, không biết ăn nhậu thì coi như là sẽ không có bạn bè, mà không có công việc làm ăn. Không có bạn bè thì có ai chỉ dẫn cho mình công việc để làm ăn? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Thì không thể phát triển được. Thì từ cái chỗ đó là người đàn ông đừng nói rằng là tôi không biết uống rượu, tôi không biết uống bia, tôi không biết hút thuốc, như vậy là còn hơn là người, cái người Nguyễn Thị rồi, chứ không phải là Nguyễn Văn nữa. Mà người đàn bà phải biết, nghĩa là cơ bằng là coi như là không phải là ngăn cấm hẳn, nhưng thôi nói chung là vợ chồng tôn trọng nhau bà ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ bà đứng lên, là đỡ cho bà đứng lên đi một vòng cho khán giả ngắm vào nào. Em nhờ chị chủ tiệm đỡ cho bà đứng dậy nha. Từ từ bà, từ từ bình tĩnh. Bà cần lấy gậy không? Đây đây đây. Đó, bà cầm đây, bà cầm đây. Rồi anh em mình lùa đây. Đó. Đó thì trang điểm cho đẹp, từ từ bà đây. Đó, cái váy nó xòe ra đi, váy nó bị ấy rồi. Đó, khó đi ha. Để cho mọi người chiêm ngưỡng. Đó, bà cụ cô dâu 86 tuổi đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Lần đầu tiên các bạn Việt Nam luôn. 86 tuổi mà nhìn bà cũng vẫn còn trẻ nha. Đó, thôi bà được rồi, bà được. Đó. Trời ơi, cái bộ váy này không nhận nó sặc sỡ nhỉ. Bộ váy này đẹp á. Váy này quá đẹp. Nay bà thấy chị này trang điểm cho bà, bà thấy ưng ý chưa? Bà ưng ý không? Ưng ý, tại vì coi như nhìn thấy cái mặt nó khác hẳn. Khác hẳn. Bà nhìn dư kiến đi. Không còn là bà già của ngày xưa. Trẻ được bao nhiêu tuổi bà? Hình như là trẻ được 10 tuổi thì đúng hơn á. Bà cụ 86 tuổi rồi. Bây giờ chắc có lẽ là cho bà đi thử cái áo dài truyền thống đúng không? Bà thích mặc áo dài truyền thống hả? Dạ. Giờ cho bà đi thử áo dài truyền thống ha. Cho nó đủ cái theo cái mong ước của bà. Để sẵn chụp cho bà tấm hình trước nhá. Rồi đứng lại chụp cho bà đi. Cho bà vô chỗ kia. Đây đây. Đó chị tháo ra nhấc lên, nhấc lên. Rồi, rồi nhờ nhờ anh kia đỡ đỡ bà ấy. Những người đỡ dùng bà cái. Đứng quay mặt vào đấy. Anh từ từ quay đỡ bà. Từ từ anh đứng im, từ từ đứng im. Từ từ đứng im. Từ từ anh đứng im từ từ. Đó, từ từ đứng im. Từ từ đấy. Đó. Ngược sáng à. Đó anh đẹp trai phong độ. Váy nó dài quá. Váy dài quá. Ờ, cái này nó tụt rồi. Bà cho con không muốn xây dựng nha. Rồi, quá tuyệt. Lấy ghế cho bà ngồi hay là đứng? Không, đứng vậy. Anh dọc đi. Chị chụp chứ. Chụp tấm hình làm kỷ niệm cho bà. Cười lên mà, đang tặng giấy. Hợp quá. Đẹp quá. Dễ thương quá nè. Cái này không tắm mấy cả. Rồi. Đó. Nè thì chụp vào. Bà tươi tươi, bà nhìn vào máy lạnh. Rồi, 1, 2 nè. Rồi, bà tươi tươi nè,
Đúng rồi, và nhất của đất. Nhất của đất rồi. Ôi anh thấy bà sao? Bà nổi tiếng đấy. Trước giờ anh thấy cô dâu lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi? Chưa, anh chụp bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy chụp ảnh là 30 năm mà chưa bao giờ thấy cô dâu như vậy. Anh thấy cô dâu lớn tuổi nhất ở tiệm anh là bao nhiêu? Cô dâu lớn tuổi nhất anh thì là 60 năm. Thế anh đoán bà cụ hôm nay là bao nhiêu? Cụ này chắc phải 80, 80 mấy à? 86 tuổi. 86. Đó, quá tuyệt vời rồi, cảm ơn anh nhá. Được rồi, yeah. Em làm này chắc đông người quay quá. Dạ. Yeah. Anh từ bé thì chưa được. Đó, từ bé chưa thấy à? Nên chụp ra. Đó, đây là thờ cứng rồi, thờ cả. Trên 2 năm trăm tầng à. Đó, anh thờ chủ tiệm đích thân chụp cho bà. Bây giờ này chụp quá nhiều. Đây, cho cụ thao rồi chọn. Vâng. Rồi, bây giờ cho cụ đi thay bộ đồ áo dài truyền thống theo mong ước của bà cụ. Anh có thể đỡ dùm bà xuống dùm em đấy. Đỡ ơn thật bà bước. À, bước hơi khó. Cổ đứng im, Rồi giờ cho bà thủ thay bộ áo dài truyền thống theo mong ước của bà. Tại vì bà chưa một lần lên xe hoa mà chưa một lần mặc áo cưới luôn. Đúng rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mặc áo cưới cũng như là áo dài truyền thống của Việt Nam. Mong ước của cụ được thực hiện. Rồi mình sẽ tạm ngưng ha. Thế sẽ tiếp tục chia sẻ cái bộ áo dài truyền thống xem bà cụ mặc sẽ như thế nào. Rồi bà đã thay áo dài xong. Xin mời mọi người đón xem. Trời ơi quá đã. Rồi bà đi đây, cho mọi người xem nào. Mình lùi thế cho bà đi bà. Đây đó là bà. Đó bà cầm cái cây của bà đây. Đó. Đấy, lại, đi. Đó, trời ơi quá đã. Quá đẹp. Trời ơi quá đã luôn. Rồi bà ngồi đây. Đây là bộ áo dài mà bà mong ước được mặc ha. Rồi. Sao mà mặc áo dài này với cái áo kia mà thấy sao? Cái áo dài này nó đẹp, nó nãy hơn. Truyền thống hả? Giữ cái mực truyền thống ha. Rồi từ nãy giờ thì bà đã thay được bộ áo cưới rồi, bà còn muốn thử bộ áo cưới khác nữa không? Thôi ha, bộ áo dài này là đúng theo mong ước của bà hả? Sao bà lại thích bộ áo dài truyền thống này? Tại mình là người dân Việt mà. Dù là bây giờ tôi không có cha, không có mẹ, không có tổ tiên, không biết tổ tiên là gì, nhưng tôi cũng vẫn thích cái truyền thống này là tại vì của người dân Việt. Dạ. Rồi bây giờ nó thật sự luôn là cái cảm xúc của bà hiện tại nó như thế nào, bà hãy diễn tả để cho mọi người biết. Nó hơi hồi hộp đấy. Hơi hồi hộp. Cũng như giống như là cô dâu sắp sửa về nhà chồng vậy. Coi đó, như là thế bây giờ chuẩn bị về nhà chồng rồi. Bây giờ chuẩn bị về nhà chồng rồi bà thấy sao? Là coi như cứ nghĩa là coi như người ta chuẩn bị rước mình ra khỏi nhà cha mẹ vậy đó. Bà về nhà chồng bà có hồi hộp không? Thì dĩ nhiên là phải có rồi, là tại vì mình đến ở những cái nơi xa lạ với mình. Dạ, bà có ngại mẹ chồng không? Không, giờ mẹ chồng mất rồi. Mẹ chồng không còn nữa. Không biết rồi, bây giờ thì mình không có biết nói sao. Nhưng mà nếu mà theo như mình hồi xưa đó, thì mình cũng muốn bỏ cái nghe là coi như là phá bỏ cái phong tục gọi là mẹ chồng nàng dâu. Rồi, thế thì bây giờ cũng nhắc lại câu chuyện một xíu để cho mọi người hiểu ha. Bà nhắc lại là bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi, bà đến từ đâu? Nguyễn Thị Tuyết Dung, năm nay là 86 tuổi. Bà 86 tuổi, bà đến từ Thủ Đức. Thì lý do tại sao hồi trẻ bà không lấy chồng? Tại vì hồi đó nó là cha mẹ của người đó chê tôi là đồ mồ côi. Bà mồ côi hả? Mồ côi không cha mẹ, với đứt mẹ chui lên thì không ai dạy dỗ á, thành ra họ không chịu cưới. Vậy là hồi nhỏ nhỏ bà sống ở đâu? Ở tại Biên Hòa này nè. Tại Biên Hòa nhưng mà ai nuôi bà? Thì sống ở trong huyện mồ côi, khi bỏ trong cái huyện ra đó thì tự lực cánh sinh, tự mình đi làm mình nuôi lấy bản thân mình, vừa đi làm vừa đi học. Xưa bà trong viện mồ côi ra hả? Nhưng mà xưa giờ bà trải qua bao nhiêu mối tình? Bà trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Không biết người ta yêu mình thì bao nhiêu mình không biết. Nhưng mà đối với mình thì mình chỉ yêu có một người thôi. Nhưng tại vì cha mẹ người đó không cưới mình thôi rồi về luôn. Yêu một người là không đến được luôn hả bà? Kể như qua xù. Có nắm tay nắm chân gì chưa? Đi chơi gì đâu chưa? Hồi xưa mà làm gì có cái biết nắm tay nắm chân.
Nghĩa là hồi xưa mà cứ nghe nói là mày để cho đàn yêu trong dòng lễ giáo mà ha, cứ nói là mày để cho nó nắm tay mày, mày có chữa đó à. Thành ra sợ đâu có dám. Nghĩa là đứng là coi như là cách nhau cũng khoảng cái chừng là hai cái gang tay có. Nói không chuyện, có ngồi sát sát như vậy hả bà? Không có đụng tay đụng chân gì không luôn. Không có đụng tay đụng chân gì hết. Nhưng mà không lẽ cái thanh niên hồi trước không cũng hiền vậy sao? Thanh niên hồi trước nói chung là họ nghe lời cha mẹ nhiều hơn, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ cha mẹ mà không cưới, bà không cưới tôi cũng vẫn đi. Ông bà không cưới tôi cũng vẫn đi, tụi tôi ở mướn nhà trọ tụi tôi ở à. Nhưng mà ngày xưa thì với cái tuổi của bà thì thời đó không có nhà trọ. Tại vì cái thời đó là thời còn chiến tranh, thành ra không có nhà trọ. Rồi. Thì đó là cái lý do tại sao mà bây giờ bà mới mặc đồ cưới ha. À. Đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà lớn tuổi rồi mà cưới bà có ngại không? Bà có ngại không? Có chứ, có đôi khi ngại sợ, nghĩa là kêu là những người mà người ta xem được cái đoạn phim này á, người ta sẽ nói cái bà già đó mà sao mà còn thì khôi thì cục vậy. Đó từng tuổi đó rồi còn đòi mặc áo cưới áo. Nhưng mà cái đó cái này là mình muốn làm kỷ niệm. Nghĩa là coi như nó thỏa mãn cái mơ ước của mình hồi mình còn con gái. Đúng rồi. Do thời phong kiến nên là mình chưa được thực hiện điều đó. Ừ. Rồi. Thì hôm nay chắc bạn cũng vui ha. Nhưng mà hôm nay chứ không thấy cười hoài sao? Cười hoài á. Cô dâu 86 tuổi. Nhưng mà cái giây phút mà chuẩn bị bước về nhà chồng ấy này, mới quan trọng này. Và thấy sao? Thấy căng thẳng không? Hồi hộp căng thẳng chứ, hồi hộp chứ. Cái mình cứ nghĩ tới rồi mình đến cái chỗ nơi xa lạ đó mình ở, nghĩa là không có lấy một người thân của mình. Hồi nào tới giờ mình chưa có quan hệ với họ thì bây giờ biết, nghĩa là mình sẽ ăn như thế nào và ở như thế nào. Nghĩa là ở làm sao cho vừa lòng mà ăn như thế nào cho vừa lòng. Tại vì nghĩa là có những cái người nghĩa là họ đã từng làm dâu, họ bạn bè của mình họ đã từng làm dâu, họ đã từng nếm cái cảnh khổ đó rồi, thành ra khi mà họ nói với mình thì mình nghĩ là không tin. Nhưng bây giờ thì mình phải suy nghĩ. Nhưng mà theo như bà nghĩ thì thật sự mình cứ làm theo những điều mình muốn và những gì mình thích, mình không hại đến ai là được, đúng không? Đúng, mình nghĩ như vậy, nhưng là bên đằng kia người ta không chịu. Sao vậy? Tại vì người ta muốn rằng mình phải phục tùng người ta. Phục vụ hả? À, mình phải phục tùng, phải phục vụ người ta. Tại vì nghĩa là người ta nói rằng người ta cưới dâu về để cho có người làm việc. Chứ không phải người ta cưới dâu về để làm bà. Đó, thời buổi này thì coi như dâu làm bà thiệt đó. Nhưng mà thời xưa thì không có cái câu đó, không có cái cưới dâu về là dâu phải, nghĩa là coi như là như, nó chỉ sang hơn cái người ở không công, chỉ sang hơn cái người ở một tí thôi. Rồi. Thì hôm nay thì trước khi mà về nhà, nếu như mà đúng theo cương vị là mà cưới xong thì sẽ về nhà chồng à. Thì trước khi về nhà chồng thì bà có cảm giác như thế nào và có lời nào muốn nhắn gửi tới quý vị khán giả không? Thì bây giờ tôi là coi như là đây là 86 tuổi lần đầu tiên tôi mặc áo cưới. Thì cái cảm giác của người, thì tôi sẽ hiểu được cái cảm giác của người con gái khi mặc áo cưới về nhà chồng. Vừa lo vừa sợ mà vừa vui vừa mừng. Vừa vui mừng là tại vì mình đã trọn vẹn được cái cuộc đời của mình. Còn vừa lo vừa sợ là bên gia đình chồng, nào là mẹ chồng, nào là em chồng rồi chứ. Nghĩa là mình ăn ở không vừa lòng của họ. Rồi. Đó là nó có hai cái như vậy. Rồi, thì hôm nay một câu chuyện cũng khá là lạ. Bà cụ 86 tuổi, mặc áo cưới, mặc áo dài truyền thống và thử đồ cưới trang điểm giống như một cô dâu chuẩn bị bước về nhà chồng. Đó, thì tại sao mà có cái câu chuyện như thế này? Thì anh em cũng xin chia sẻ đến toàn thể quý vị khán giả có thể hiểu thêm. Thì trong những tập trước, bà cụ U 86 tuổi lên chương trình nhờ anh em kết nối yêu thương. Thì cái nguyện vọng của bà thì cũng rất là đơn giản thôi, muốn có một cuộc sống hạnh phúc và có tiền mua thuốc uống chữa bệnh hàng ngày, một cuộc sống gọi là ăn uống có đủ ăn đủ uống như người ta bà ha. Thì sau khi chia sẻ câu chuyện của bà lên thì cũng có một anh trai khán giả ở tại Lâm Đồng, Đà Lạt có ngỏ ý cho anh em, đó là sẽ cho bà thực hiện tài nguyện ước của bà một lần được mặc áo cưới cũng như một lần được mặc áo cô dâu. Thì anh đó đã tài trợ cho bà được mặc áo cô dâu ngày hôm nay. Đó, thì bà hiểu lý do tại sao mà bà mặc áo hôm nay. Thì bà có lời nào muốn nhắn gửi tới anh trai đó không? Này thôi bây giờ nghĩa là bà thì cũng không biết gì hơn. Anh trai xin được giấu tên. Dạ. Nghĩa là không biết mặt mà cũng không biết tên, thì thôi bà chỉ nghĩa là gửi lời cảm ơn cái cậu hay là cái anh đó gì đó, nghĩa là đã. Nhưng mà liệu mà bà mặc xong mà anh trai đã có đón bà về làm cô dâu không thì con chưa biết nha.
À, không à, cái đó là từ chối thật sự luôn đó. Rồi bây giờ bà có lời nào nhắn gửi tới anh trai đó không? Coi như là nhắn gửi lại là coi như là anh trai hay chú, có thể là chú cũng thấy lớn tuổi đó. À, nghĩa là coi như có thôi thì cứ cho gọi là chú đi, thì thôi tôi cũng nghĩa là nhắn gửi lời lại là rất cảm ơn chú đã giúp cho tôi nghĩa là thực hiện được nghĩa là được cái giấc mơ của mình. Thì vậy cũng không biết lấy gì hơn là để chỉ biết nhiều lời là cảm ơn. Rồi cũng xin cảm ơn anh, có thể là chú, tại vì chú cũng lớn tuổi rồi. Cảm ơn một chú ở Lâm Đồng, Đà Lạt đã gọi là cho bà cụ thực hiện tài nguyện cái ước mơ của mình, được một lần mặc áo cưới cô dâu, một lần được mặc áo dài truyền thống. Đó, một mong ước rất là bình thường so với nhiều người phụ nữ khác, nhưng với bà nó chưa được thực hiện ở độ tuổi 86 tuổi như hiện nay. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn chú rất là nhiều đã hỗ trợ cho bà có một cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay, một câu chuyện cũng khá là đặc biệt. Cũng mong mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Thì liệu xem có khi bà cụ 86 tuổi lại được có anh nào đón về thì sao, đó là tùy duyên đâu biết được bà ha. Hãy đón xem ở những tập sau đó. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Và mọi người nhớ đăng ký kênh, phải đăng ký kênh, bấm vào chuông thì mới đón xem được video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại.